Buổi chiều chủ nhật tại siêu thị ô tô Bình Dương, không khí ngay lúc này rất là vui vẻ, mọi người đến tham quan và xem xe rất là đông. Đó. Chưa cần quý hàng mua xe, chỉ cần đến tham quan trải nghiệm xe tại siêu thị ô tô Bình Dương là em ăn vui lắm rồi. Đó, quý hàng đang tham quan xem xe cực kìa đông luôn. Đó. Rất nhiều những mua xe và ngày hôm nay thì quá nhiều những chiếc xe đẹp đã cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Ngoài này là những chiếc xe đang chờ bàn giao này. Đó. Quý hàng đang tham quan rất là đông nha. Rồi, quý anh chị ai cần mua xe để đến trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để tham quan và trải nghiệm xe. Đó, cực kỳ nhiều những chiếc xe đẹp đang chờ quý khách hàng tới tham quan và xem xe. Rất nhiều nha anh chị nha. Đấy. Don't know where we're going.